这个什么关了？那个火灯车啊。chỉ có tiền à, số tiền khoảng gì mệt này. Hello mọi người, mời mọi người ăn phở bò nha. Dạ, xin chào con trai. Hai lần đầu tiên nấu gì, nấu phở bò gì em đi giao nó ăn quá trời luôn. Chẳng gì chào. Bò nó mềm ghê lắm. Ngon. Ở bên sư phụ tao à? Ví dụ hình to rương cái đi xưa trong trời này. Ở ngoài là cái gì mà cho nhiều thịt? Đúng rồi. Nè đây. Nè. Nè. Dù xoan xoan nó có hảo xuân à? Hả? Đúng, nó có xoan xoan à? Ăn xoan 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 xoan. Ừ, ví dụ xoan xoan à? Mình thấy miêu bạc rồi đây. Ừ. Chân đi bạc. Văn chim à? Đồ ăn đẹp đi. Thường xuyên mình nấu phở bò mà con nhận ngon thích mọi người. Đi học bằng bằng xuất bán em. Người thấy mà. Ok, ăn cứ được. Ta xuyên có. Đi cơm nha nào, ta xuyên bánh. Không có xuống đoán nào. Ừ. Nó sao xin thằng to. Đúng rồi. Xin chảy mấy trên. Phải bằng bán sớm bán trên. Tôi phải bằng rồi. Màu gai bên đây tốt quá lên rồi. Cầm đó mình không cần bỏ không cái gì mà cũng ra. Tốt ghê. Nhìn dễ thương đồ. Thêm đi nhiều cũng được. Chỉnh được rồi thôi. Dù xoan xoan tên học tôi. Dù xoan xoan thì phân nó chéo là nó xương sốt là dâu à? Ừ. Dù phân này. Cái cơ chỉ qua đây. Cái chân chân đây. Ừ. Đấy. Phân thì nó xương. Bây giờ mình đi đâu. Tôi nói cái tiền cho không thôi. Thịt chè có đậu tới thì thịt chè. Chơi sơ mặt hả? Dung nghe nghe sơ mặt. Lần đầu tiên để chồng đi mua cho mình nấu bỏ bọn hơn rồi.
thành công chứ không thất bại. Quá thành công. So that's what you order. Got to be ready. Không nhớ chưa à? Nó nặng cái này không? Chưa mình to rồi, không nhớ được. Ok, chùa nào thì lại vừa vừa tỏ xe xe. Đi cà chiếu, đi cà chiếu. Nó cơ là sẵn thương lúc. Bộ chị nó đi ra. Bộ giao ký thái thương rồi. Bộ tổng phí chứ, anh nghe cơ quá xa đều. Xa lắm. Mới trồng được mấy buổi môn nghiệp đẹp đó, anh nghèo anh lợi chơi ban tặng luôn tôi còn ngủ ngoài chùa quán. Đúng rồi, bao nhiêu lúc rồi? Có hình thẹp chưa? Cứ chọc tên nhận sư trụ. Chắc cái là chủ đô rồi hả? cục này, chấm ăn phở bò ở lòng, chấm ăn đậu bò.
Bảy đây. Bảy đây. Mình thay xíu ha. Để xa xíu nữa. Mình thay xíu lên rồi. Dạ thôi. Cái tươi trong trường hãy được luôn rồi. Ăn mặt nhưng mà không. Giỏi quá. Bắt đầu.